Dạ. Anh làm vậy rồi nè. Sao? Hôm nay làm vui không? À vui. Có một tin vui muốn thông báo cho vợ biết. Tin gì vậy? Sắp tới công ty anh có đợt công tác đi Singapore 2 tháng lận nha. À, muốn hỏi ý kiến em là có cho anh đi không hả? Đúng, vì em là mẹ em mà. Cái gì? À, không, à, vì em là mẹ của con anh mà. Anh đó nha. Ý là sao? À, anh thấy mặt em giống con ngu không? À, sao em hỏi kỳ vậy? Mặt em sao ngu được, vợ anh mà. Cái mặt của em bây giờ nha, nó toát ra một cái sự thông thái thông minh nha. Phải không? Phải. Thì đó, vậy là tất nhiên là em cho anh ở nhà rồi. Hỏi gì kỳ vậy? Sao cho anh đi? Anh nghĩ sao vậy? Em đang có thai mà anh với nhà với em chứ sao đi xa vậy được. Hỏi sao kỳ vậy? Chứ gì nữa? Thôi cho anh đi đi. Không có cho anh đi. Thôi cho đi đi. Không, tự nhiên em đang có thai mà anh bỏ em đi là sao? Thì biết là vậy nhưng mà công ty... Không, bây giờ chỉ định anh đi mà. Không, năn nỉ gì hết trơn á, giờ anh mà đi nè, em tự tử cho anh coi. Thôi mà, thương mà, tự nhiên. Anh đi đi, tự tử luôn. Thôi mà. Tự tử luôn. Mặt trong nhẹo thấy ghê quá à. Nói chung là khó cho anh lắm, vì công ty chỉ định anh đi. Anh mà không đi, rồi công ty đuổi việc anh thất nghiệp. Rồi tiền đâu nuôi con. Thấy không? Thôi đi đi. Nãy mà. Nãy mà. Nãy mà. Dạ, em xin lỗi anh. Anh là sếp của chồng em, mà em làm phiền vậy là không phải. Nhưng mà em xin anh, đừng có để mỗi đứa một nơi vậy. Đâu có gì đâu, chuyện bình thường mà. Nhưng mà em đang có thai, tất cả là tại anh đó. Gì tất cả tại anh? Chuyện này anh không có liên can. Cái tác giả là của thằng Phong, tự nhiên em bắt anh làm cha của con bé là sao? Gì? Em bắt anh làm cha đứa bé hồi nào? Nãy em mới vừa nói là tất cả là tại anh. Xong em chỉ cho cái bụng em nè. Trời ơi đúng rồi, cha của đứa bé là anh Phong chồng em. Nhưng mà ý em nói là anh đừng có phân công anh Phong đi công tác nữa. Anh phân công người khác đi. Cái công việc này á anh không có phân công. Thằng Phong nó tự nguyện, tự xung phong đi á. Cái gì? Anh Phong tự xung phong đi hả? Ừ. Thằng Phong nó đang lừa em hả? À, không có, không có. À, không có. À, anh Phong sao dám lừa em? Không có lừa em. Không có lừa em gì hết trơn á. Vậy em mời anh tới đây làm gì? Thì anh là sếp của chồng em. Thì mời uống nước tạo mối thân thiện thôi. Uống đi anh, uống đi. Uống thôi, uống cái khác nha. Uống cái khác đi, em kêu nước cam, cà phê. Hay bây giờ đi nhậu đi. Bây giờ em má nó gọi hai mình đi nhậu rồi, chơi không? Không, anh không có nhậu với phụ nữ. Nhậu phụ nữ gì em chấp, anh với chồng em luôn, bây giờ đi nhậu không? Không. Đi nhậu rồi, em muốn đi nhậu. Em khỏe không? Em khỏe không? Em khỏe, em bình thường, bây giờ em muốn anh đi nhậu với em rồi được không? Không, anh... Đi đâu vậy? Anh, đứng đây. Anh không nhậu, anh không nhậu. Em nói chuyện với em, anh đi đâu vậy? Anh. Ủa? Làm gì tự nhiên lấy đồ ra vậy? Phải xếp đồ vô mới đúng chứ. Lấy đồ ra mới đúng. Mày kỳ thiệt. Sắp được xa vợ 2 tháng rồi. Sướng muốn chết mày đặt lấy đồ ra. Định qua bên Singapore mua đồ mới hả? Khùng quá à. Sướng muốn chết mày thấy kế anh mày tính hay không? Ừ hay lắm. Rất hay luôn. Hay mà thái độ kỳ vậy? Hả? Trời ơi. Lúc trước á thì cũng miệng mày nói cảm thấy muốn tự do vì cảm thấy quá ngột ngạt. Bây giờ thấy áy náy là làm sao? Nè, anh nói cho mày nghe, cả cuộc đời anh ước mơ được xa vợ một ngày thôi còn chưa xa được đó nghe. Nói chung là em thấy em nói với vợ em thấy em áy náy làm sao á. Thật tình là em không có muốn xa mẹ con cổ. Xếp đồ vô. Xa có 2 tháng trời, sướng muốn chết rồi. Bây giờ tao khóa lại á, cắm mở ra nghe không? Ta sẽ quan sát, không có được thay đổi ý định. Ủa vợ? Sao vậy, sao vậy? Em không muốn xa anh chút nào anh. Thôi, thương, thương. Thiệt tình anh cũng không muốn xa em nữa. Xa em một ngày mới xa 10 thu chứ. À không, 100 thu mới đúng. Chắc ở bên Singapore
có nhiều cô đẹp lắm. Hiểu luôn. Đẹp thì đẹp chứ liên quan tới anh. Đối với anh, em là người đẹp nhất. Em lúc nào cũng đẹp trong mắt anh. Tình yêu của anh đối với em không bao giờ cạn. Em là forever number one trong lòng anh. Vậy, vậy tại sao anh xin sếp anh đi công tác mà không phải là sếp anh phân công? Nhưng mà đó là sếp anh chỉ định mà. Em mới gặp sếp anh ở quán cà phê nè. Sếp anh không bao giờ làm như vậy. Cái gì? Bây giờ anh muốn ba mặt một lời không? Muốn không? Em nhìn anh giống thằng ngu không? Không có giống thằng ngu, mà giống thằng vô gia cư lang thang ngoài đường, nghe chưa? Nghe chưa? Vậy anh muốn đi không? Ý em là sao? À, tức là anh vẫn muốn đi Singapore đúng không? Hả? Đi, đi, đi liền với tôi. À hả? Đi. Thôi xin dục đồ anh vậy. Đi, 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 đi. Dẫn. Em đi đâu vậy? Mình đâu có cãi lộn với nhau đâu mà tự nhiên em bỏ về nhà mẹ. Anh bị điên à? Em đi công tác. Đi công tác mà làm hết hồn. Ủa mà đi công tác ở đâu vậy em? Singapore. Singapore. Em đi bao lâu? 2 tháng. 2 tháng. Không được đi. Không được đi, không được đi, không được tại đi. Sao? Không được đi. Em phải ở nhà với anh. Anh bị gió rồi à? Em không được đi đâu hết. Sếp của em mới báo. Sếp có báo thì cũng vậy. Bây giờ á, em chỉ cần ở nhà với anh thôi. Nghĩ gì cũng được. Ờ. Anh chuẩn bị chuyện của em. Thế thôi bây giờ em xin đi 15 ngày thôi cũng được. Thôi thôi thôi, 15 ngày cũng được. Không có đi đâu hết. Giờ ơi, em chỉ cần ở nhà với anh, mọi chuyện để lo. Anh bị bệnh à? Hay uống nhầm thuốc? Không, anh có bị gì đâu mà phải uống thuốc. Sao tự nhiên hôm nay anh lại tự nguyện đi làm tất cả những việc mà anh rất ghét? Chính xác là tại sao? Tại sao anh lại cấm em đi? Tại sao anh lại không muốn em đi? Tại sao? Thì tại vì nó giống như cái trường hợp của thằng Phong. Biết ngay mà, anh tưởng em không biết cái chuyện đấy à? Mai nó kể cho em rồi, anh không muốn cho em đi công tác nhưng mà lại đi xúi bạn của anh giả vờ đi công tác để trốn vợ trong vòng 2 tháng. Anh thật là kinh khủng. Ủa, vậy là nãy giờ anh hố đó hả? Chính xác, em làm vậy để thử lòng anh đấy. Nghe chưa? Vậy mà làm anh hết hồn à, thương vợ quá. May cho anh ấy, chứ anh mà bảo ừ em đi đi thì em giết anh chết. Không bao giờ. Ây da. Trời ơi, cá mũi. Mày cũng muốn chống lại tao nữa hả cá mũi? Trời ơi, cả thế giới bỗng chốc thu bé lại bằng một con mũi. Phong, trời ơi, sao con ra nông nổi vậy hả con? Con sao vậy nè? Trời ơi con ơi. Ủa mẹ, mẹ đâu vậy? Sao mẹ biết đây mà mẹ tới hay vậy? Con Dung nó gọi điện cho mẹ. Con đi đi, đi về nhà với mẹ đi. Đi đâu? Con bị con vợ con hành hạ quá nên mới thân tàn ma dại vậy đúng không? Đi. Dạ đâu có đâu mẹ. Trời ơi, không có. Bình, mẹ bình tĩnh. Mẹ đừng nghe lời bà Dung, mới nhiều chuyện mới nói bậy bạ mà. À, con ra đây là tại vì con nóng quá, ra đây con nằm con cho hóng mát thôi. Cái này là cái gì đây hả? Hả? Sở dĩ cái này là cái này là đồ từ thiện đó mẹ. Con tính ra đây nằm hóng mát rồi con cầm đồ từ thiện rồi sáng mai con đem cho đó mẹ. Dạ đồ từ thiện. Cho đi ha. Dạ. Cho luôn cái đầu mày á. Tao là mẹ mày hay con mày gạt tao hả? Con có gạt đâu, hai vợ chồng con đang rất là yên bình mà mẹ. Yên bình mà vậy hả? Sắp có đi đâu? Trời, không có đi đâu hết, đồ từ thiện. Nó đuổi mày đi đúng không? Ôi mẹ ơi, vợ con mà dám đuổi con đi. Con mà la một tiếng, mày. Dạ. 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 Chồng gọi em hả chồng? Đợi nãy giờ. Dạ con chào mẹ. Mẹ nói chưa vợ con la cái sợ liền. Dạ. Ủa. Dạ. Dạ. Anh đó nha, nãy giờ ta đợi trong phòng mỏng vô vậy trơn. Đợi xong đâu cái gì. Đợi lâu muốn chết luôn à. Đâu. Mẹ. Dạ mẹ. Hai vợ chồng tụi con đừng thương yêu nhau. Thương mẹ. Thương lắm mẹ. Trước mặt tôi thì anh em, cái sau lưng tôi thì chồng vợ vợ. Tình cảm dữ ha. Dạ thương nhiều lắm mẹ ơi. Nè,
Tôi nói cho biết nha, đừng có qua mặt tôi nha. Coi chừng á. Dạ. Thì bây giờ con đợi mẹ về con âu yếm vợ con nè. Dạ. Ờ thôi được rồi. Nè lo vô nhà ngủ nghe hai vợ chồng nha, khuya rồi nha. Tôi mà biết được sự thật á, tôi nắm đầu về nhà đó. Coi dạ, chừng á. Dạ. Mẹ về cẩn thận nha mẹ. Quá. Là con này thiệt tình. Đi đi, đi về nhà mẹ đi, đi. Thôi nè, xin lỗi nè. Xin lỗi gì mà xin lỗi? Anh biết lỗi rồi vợ ơi. Anh hứa với em anh không đi đâu nữa, anh không đi công tác nữa. Anh xin với sếp, anh không đi công tác. Một năm sau vẫn không đi công tác. Anh ở nhà với vợ. Thôi đừng có xạo đi. Anh ở nhà là 2 tháng nè, anh có thời gian nâu yếm mấy cái cô gái khác ở bên năm châu bốn biển đó ha. Đi đi đi, đi làm ơn đi giùm cái. Không có đâu, anh không có làm gì nữa đâu. Anh đó nha. Tha thứ đi. Giờ không tha thứ thì sao? Thì chắc chắn anh phải nhờ mẹ chứ sao. Mẹ ơi. Lớn rồi, gì của mẹ mẹ hết trơn á. Thấy chưa, mẹ là số 1. Không, mẹ số 2 là số 1. Xảo à. Thương quá. Ừ. Vợ luôn luôn bên ta, và khi ta khó khăn nhất, vợ luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lời tin nhắn, có đâu mong tối từng xu nè. Nào có. Nào thì cha xét như hoàng thư. Em mà vợ yêu của anh ơi, em là tình yêu của anh đó. Cùng nhau ta đi chung,